chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hai cái mẫu túi tỏi luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu túi tỏi hình tròn như thế này nè, và có đính cái hoa ban mai ở cái tâm điểm nè các bạn, và cái phần viền xung quanh rất là dễ thương, phần viền bèo ở phần phía sau nè các bạn. Thì mình kết hợp với cái nút len, mình không có dùng cái nút kia, rất là tiện lợi luôn đúng không các bạn. Thì cái khoảng trống của cái chiếc túi tỏi của chúng ta, cái này mình làm hoàn toàn bằng len hết luôn nè các bạn, mình không sử dụng nút gì hết luôn á. Và cái mẫu túi tỏi thứ hai là cái mẫu này, nó giống như là một cái củ cải trắng á các bạn, rất là dễ cưng luôn nè. Và mình cũng có đính một cái hoa ban mai như thế này. Thì ở phía sau này mình có cái phần cái hạt nút này cài để điều chỉnh đó các bạn. Và cái form của chúng ta nó cũng sẽ như thế này nè, rất là dễ thương luôn đúng không các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích hai cái mẫu túi tỏi này á, các bạn nhớ nhấn like video này giùm mình nha, và bình luận nếu mà các bạn yêu thích nha các bạn, ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Đối với cái mẫu túi tỏi này thì các bạn sử dụng loại len sợi nào cũng được nha các bạn. Và chúng ta phối màu tùy thích, còn cái màu nào thì chúng ta làm màu đó cũng được nha các bạn. Nhưng mà mình gửi cho các bạn như thế này, các bạn sẽ chọn cái tông màu mà đối lập với nhau. Ví dụ như ở phía nền này nè các bạn chọn cái màu nhạt á, thì ở cái phần viền này chúng ta sẽ làm cái màu đậm hơn như thế này, nó đối lập lại với nhau. Còn ở đây nếu mà các bạn chọn cái màu đậm thì cái phần viền của chúng ta sẽ chọn cái màu mà nhạt hơn nha các bạn. Và cái hoa này thì các bạn có thể là tự phối màu rồi các bạn mình sẽ kết vào. Còn ở mặt sau các bạn thì mình làm cái nút len nè. Nếu mà các bạn không thích nút len thì các bạn sẽ làm cái nút bình thường của mình và các bạn làm vào. Nhưng mà các bạn làm nút len đi để cho đỡ tốn cái nút đúng không các bạn. Còn cái này thì mình làm cái hoa như thế này luôn nè các bạn. Mình không có cần cái nút gỗ, không có cần thêm cái hạt nút nào nữa hết. Nó toàn bộ của mình là bằng len hết. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình cái bông hoa này nha. Tại vì cái bông hoa này mình đã hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả nha các bạn. Và cái nút bằng len cũng vậy nữa. Mình đã hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình cũng để link ở dưới cái phần mô tả. Các bạn chịu khó nhắc vào phần mô tả, hoặc là mình sẽ ghim bình luận, ghim ở dưới bình luận nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, và mình sẽ phối màu trắng với màu xanh này nè các bạn. Màu nền của mình là màu trắng và mình viền màu xanh này. Cái nút ở đằng sau mình sẽ sử dụng là màu vàng nha các bạn. Và cái bông thì nhụy vàng, và nó năm cánh thì nó màu xanh nè. Các bạn sẽ chuẩn bị kim móc 2.5 hoặc là kim 2 đầu số 3-4 như thế này. Mình sẽ sử dụng đầu số 4 để mình móc thêm cho mình cái kim khâu len cũng như là kéo gắt len nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len màu nền này để mà chúng ta móc nha các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này. Các bạn sẽ kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Và chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn này, thực hiện 13 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và mũi cuối cùng 13. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại nha các bạn. Và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh cái vòng tròn này. Các bạn sẽ kéo lại một lần nữa cho cái vòng tròn này nó chắc hơn nha các bạn. Và đây chúng ta đã có được một cái vòng tròn đầu tiên. Xong hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Mình sẽ móc hàng thứ hai. Móc vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép. Chân móc thứ hai, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân.
chân móc thứ 3, 2 mũi móc kép cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại tương tự ở mỗi chân móc. Mỗi chân móc là 2 mũi móc kép đến cuối hàng. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Và các bạn lưu ý là khi mà trượt mũi các bạn nhớ ốm cái này lại nè các bạn, để cho cái mũi trượt của mình nó được khít hơn ha, nó không có bị hở ra các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi đó. Các bạn sẽ để ý là lúc mà mình trượt các bạn, mình ưa ốm nó vào bên nhau lắm, cho nên là cái phần mà trượt mũi của mình á, nó sẽ khít như thế này nè. Thì cái này là gợi ý cho các bạn thêm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ ba nha các bạn. Móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc vào chân đầu tiên này 1 mũi móc kép. Chân thứ 2, 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân thứ 3, 1 mũi móc kép. Chân thứ 4, 2 mũi móc kép cùng một chân. Và bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này. 1 kép tới 2 kép, 1 kép đến 2 kép. Đây các bạn, 1, 2, 1, 2 đến cuối hàng nha các bạn. 1 kép, chân kế bên, 2 kép. Lặp lại như vậy đến cuối hàng. Khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Các bạn sẽ kéo ra một cái đoạn len dài luôn đi các bạn. Và chúng ta sẽ cắt len nha. Không móc lên một mũi móc xích nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len và chúng ta sẽ xỏ cái len này. Các bạn đâm kim trở ngược về ở bên cái chân móc này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ quay xuống ở phía sau nè. Các bạn sẽ giấu vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ giấu luôn cái phần len thừa ở chỗ cái vòng tròn này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này đi. Khi mà các bạn móc xong á, nó khi mà các bạn móc chặt tay nha, là nó sẽ có cái gì cúp cúp xuống như thế này nè các bạn. Thì các bạn sẽ lận nó lên như thế này nha. Đó, cái phần đế giày và cái phần này nè thì nó sẽ tương đương rồi các bạn. Các bạn phải điều chỉnh cho cái form nó thẳng lại nha các bạn, để thôi là nó cụp lại. Nếu mà tại vì mình móc chặt tay nè, bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái mặt như thế này nữa nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn cái này để tránh cái trường hợp là hai cái mặt chúng ta gáp lại các bạn nó không có đều nhau á, thì các bạn sẽ tham khảo cái cách móc đều mũi của mình nha. Mình có chia sẻ ở cái clip trước rồi đó, thì mình hy vọng là cái clip đó sẽ hữu ích cho các bạn người mới bắt đầu tập móc nha các bạn, để chúng ta khi mà gáp hai cái mặt này lại nè, nó tránh cái trường hợp là mặt to mặt nhỏ các bạn. Khi mà kéo không có đều mũi á, không có đều tay á, khi mà các bạn móc quen rồi thì các bạn tự động móc đều tay là nó sẽ bằng rồi các bạn. Cho nên là chúng ta cần có thời gian. Nếu mà các bạn lỡ mà cái to cái nhỏ thì các bạn sẽ cố gắng tập lại nha. Mình hy vọng là cái clip đó mang đến hữu ích cho các bạn nha. Và bây giờ các bạn sẽ làm cho mình thêm một mặt nữa. Ở đây là mình sẽ giấu cái phần len này rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Khi các bạn móc xong cái mặt thứ hai rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ gáp hai cái mặt lại nha. Tại vì hai cái mặt này nó đều đồng bộ hết nè các bạn. Các bạn sử dụng cái chiều nào làm cái miệng túi cũng được hết. Và cái miệng túi thì các bạn có thể là làm gọng hay là làm chật lại như thế này, thì do ý thích của các bạn thôi nha. Ví dụ như mình canh cái điểm đầu tiên của mình ở đây thì mình đánh dấu lại nè các bạn. Rồi bây giờ cái miệng túi mình sẽ làm khoảng 10 chân móc nha các bạn. Mình đếm từ cái chân màu cam này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ở cái chân móc thứ 10 này. Đó, cái miệng túi của mình thì mình làm khoảng cái độ rộng nó là cỡ nhiêu đây nè các bạn. Đó, nếu mà các bạn muốn nó rộng hơn thì các bạn sẽ là dời qua thêm 1, 2 điểm nữa cũng được nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len màu trắng đi các bạn. Cái đoạn len màu trắng các bạn sẽ cắt cho nó dài dài đi, rồi cái mình sẽ gáp lại nha các bạn.
bạn sẽ xỏ cái len màu trắng này qua cái kim khâu len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái phần màu cam này nè. Rồi các bạn sẽ tạo một cái mũi đầu tiên đi các bạn. Các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên nửa thân chân móc ở phía trên nè các bạn. Đó, tức là thay vì mình đâm kim qua 4 cái chân móc mà mình sẽ đâm kim qua 3 thôi nè các bạn. Các bạn sẽ kéo cái phần len màu trắng này ra, chừa lại cho mình một cái đoạn len này nha, để một lát nữa mình đưa nó vào trong mũi móc luôn cho nó dễ. Rồi bây giờ các bạn lại đâm kim từ phía dưới nè lên cái phía trong móc này. Đây các bạn, mình cũng đâm kim vào cái nửa nhánh này thôi nè. Đó, ba cái nhánh như thế này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo len này qua. Rồi tiếp tục các bạn lại đâm kim xuống trong móc phía dưới nè các bạn. Rồi các bạn cũng đâm kim lên nửa nhánh ở phía trên này. Để mình chừa nửa nhánh đó lại, một lát nữa mình làm cái phần viền á các bạn. Rồi các bạn sẽ làm tương tự tới cái điểm đánh dấu bên kia nha. Làm tương tự tới cái điểm đánh dấu màu xanh này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha. Mình đã làm tới cái điểm đánh dấu bên này rồi nè các bạn. Và chúng ta có được một cái form túi tỏi rất là thấy cưng như thế này nè. Bây giờ các bạn sẽ tháo cái màu xanh này ra. Rồi chúng ta cũng làm một cái mũi cuối cùng vào cái chân móc này. Khi các bạn làm xong á, thì các bạn sẽ xỏ qua như thế này nè. Để chúng ta làm nó chặt lại các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa cái len màu trắng này xuống phía dưới nha. Và chúng ta sẽ giấu lại ở phía dưới nè các bạn. Hồi nãy á, là mình không có để cái len. Tại vì mình thấy để cái phần len kia cái nó có một cái cục u á các bạn. Thôi là mình nói với các bạn là mình sẽ cắt cái phần len này đi. Rồi cái mình gáp vô như thế này luôn nè. Cho nó dễ á các bạn. Với hướng dẫn cho các bạn dễ hiểu hơn nữa. Bây giờ các bạn cũng sẽ đưa cái phần len ở cái đầu bên đây nè. Chúng ta sẽ giấu vào trong mũi móc luôn. Nói như vậy thì nó sẽ nhanh gọn hơn đúng không các bạn? Ở bên đây các bạn cũng sẽ đâm kim như thế này. Đó, nó đã cột lại một cái thắt rồi đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái mũi móc ở phía trong này nè. Như vậy là nó không có thấy luôn á các bạn. Rồi các bạn làm lại một vòng nữa. Khi các bạn làm vòng á, các bạn nhớ chừa lại một cái mắt này nghe. Để mình nói làm lại vòng cái các bạn đưa cái len, đưa cái kim vô len này á, đi qua cái chỗ chân móc đó nữa là nó trở ngược về á các bạn. Các bạn phải chặn nó lại. Rồi bây giờ thì chúng ta đã được một cái form như thế này nè. Đây là cái mặt sau của mình ha. Đây là cái mặt trước nè các bạn. Rồi bây giờ cái này là mình chừa ra 10 chân móc đúng không các bạn? Thì mình sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là ở cái điểm thứ 5 này chúng ta sẽ móc đầu tiên nè các bạn. Móc từ cái điểm thứ 5 này trở ngược qua đây. Và chúng ta sẽ kết hàng ở chỗ này. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len phần viền của các bạn á. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 5 nha. Và chúng ta sẽ để một cái đoạn len như thế này đi các bạn. Kéo cái phần len viền của các bạn. Các bạn sẽ đưa cái phần màu xanh này nè qua bên đây. Để mà nó chốt mũi á các bạn, chốt cái mũi đầu á. Các bạn móc lên 1, 2, 3 mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Các bạn sẽ thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục các bạn lại lên 3 mũi móc xích, 2, 3, đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc một mũi trượt, lại 3 mũi móc xích, 1, 2, 3, đâm kim vào chân móc kế bên này, móc một mũi trượt. Những cái chân móc đầu tiên chúng ta sẽ đâm kim vào nguyên cả chân móc đó các bạn, 1, 2, 3 mũi móc xích nè, đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc một mũi trượt.
1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc kế bên này, một mũi trượt. Rồi bây giờ chúng ta đã tiến tới cái phần mà nửa nhánh còn lại mà chúng ta chừa lại nè các bạn. Nửa nhánh còn lại này các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Thay vì chúng ta sẽ đâm kim qua nguyên cái chân móc thì ở đây còn nửa nhánh thì chúng ta sẽ đâm kim vào nửa nhánh nha các bạn. Các bạn cũng sẽ móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Đâm kim vào nửa nhánh này. Các bạn sẽ móc một mũi trượt lại lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào nửa nhánh kế tiếp, móc một mũi trượt. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến đến cái chân móc này nè các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ móc vào những cái chân móc còn lại này nè. Mỗi chân móc là mỗi mũi trượt nha các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cái điểm này nha. Các bạn sẽ móc nửa nhánh tới cái chỗ điểm này, tới cái chỗ cái miệng thì các bạn sẽ móc vào luôn cả nguyên chân móc. Mình đã tới những cái chân móc còn lại nè các bạn. Và mình sẽ móc vào cái chân móc này một mũi trượt. 1, 2, 3. Một mũi trượt. 1, 2, 3. Một mũi trượt. 1, 2, 3. Một mũi trượt. Rồi, từ đây nè các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nè. Rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Các bạn móc 11 mũi á, thì các bạn sẽ để qua như mình vậy nè. Đó các bạn, thì cái phần nút len này nè các bạn. Nút len bằng cái mũi đơn này nè, thì nó sẽ vừa nha. Nó giống như cái bên đây nè các bạn. Khi mà các bạn gài á, thì nó sẽ đủ. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái nút mà nó nhỏ hơn á, thì các bạn sẽ làm ít mũi móc xích hơn nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể là làm 11, 12 gì cũng được nè. Cái nút này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc. Chân móc này luôn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này lên luôn nè, để mà chúng ta khâu ở phía dưới nha các bạn. Các bạn sẽ lấy kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ cái len này. Rồi các bạn sẽ đưa nó vô cái chân móc này nè các bạn. Đây, vô cái chân móc kế bên này nè. Các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới nha. Rồi, khi mà đưa nó xuống phía dưới rồi á, các bạn sẽ móc nó vào cái chân móc đầu tiên này. Và các bạn sẽ quay ngược lại. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía này nè. Rồi các bạn sẽ giấu nó nha. Giấu vào trong mũi móc màu xanh cũng được nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó từ từ vô trong đây. Rồi các bạn đâm kim cho nó lên phía này luôn cũng được nữa nè. Xỏ qua xỏ lại á các bạn, để cho nó giữ cho nó chặt hơn á. Rồi như vậy á, các bạn sẽ cắt cái phần len này đi. Rồi cái phần này á, các bạn cũng sẽ giấu cho mình ở phía bên dãy này nha các bạn. Khi các bạn giấu xong á, thì chúng ta đã có được một cái form như thế này rồi nè các bạn. Thật là xinh xắn đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái phần dây qua túi nha các bạn. Ở đây thì cái túi này mình làm 110 mũi móc xích nè các bạn. Khi mà các bạn muốn cái dây nó dài hơn các bạn sẽ móc 120-130 nha. Ở cái túi này thì mình sẽ làm 120 nè. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái phía dưới này nè các bạn. Đó, phía dưới này nha. Nè, cái đây là mặt trên của mình. Mình sẽ đâm kim từ ở bên ngoài vô bên trong. Các bạn cũng sẽ chừa ra một cái đoạn len cho mình để mình khâu lại cho nó dễ các bạn. Rồi, khi mà các bạn móc qua như thế, các bạn sẽ đưa cái phần len này qua nha, để cho nó cố định lại cái mũi đầu tiên á các bạn. Móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ, từ đây nè, các bạn sẽ móc lên 120 đến 130 mũi nha các bạn. Ở đây là 2 nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi các bạn móc đủ cái số móc xích rồi á, thì chúng ta sẽ để nó từ phía bên ngoài nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này nha.
Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua nè. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta kéo và cắt len nè các bạn. Cũng móc ra một cái, kéo ra một cái đoạn len dài như thế này để chúng ta khâu vào cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha. Mình sẽ bắn keo cái hạt nút và cái hoa nha các bạn. Nếu mà các bạn không có keo thì các bạn sẽ làm bằng kim chỉ may cũng được. Đó các bạn, mình sẽ đâm kim từ từ qua. Rồi bây giờ mình đưa nó lên cái mũi màu xanh này nè, cái chân móc màu xanh này, để cho nó đừng có thấy á các bạn. Rồi các bạn lại vòng về một lượt nữa. Rồi chúng ta cắt cái phần len này đi luôn. Rồi cái bên kia á, các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế nha. Rồi mình đã giấu len xong hai bên này nè các bạn. Chúng ta sẽ khâu cái nút này vào ở cái chính giữa này nè các bạn. Đây, mình sẽ dán keo nha các bạn. Nếu mà các bạn không có keo thì các bạn sẽ làm kim chỉ may như bình thường. Còn có keo thì mình sẽ dùng keo. Rồi, mình sẽ để nó ở cái điểm chính giữa này. Rồi cái phần hoa này mình cũng sẽ dán băng keo luôn nha các bạn. Mình thường may bằng cái kim chỉ may lắm á các bạn. Nhưng mà bữa nay mình hơi lười quá. Rồi, các bạn sẽ dán nó vào trong cái tâm điểm nè các bạn, trong cái vòng tròn của mình nè. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn là đủ cái vòng tròn của cái hoa này luôn, để cho nó đẹp hơn á các bạn. Rồi như vậy là đã xong rồi nè các bạn. Chúng ta đã có được một cái form túi tỏi như thế này. Rồi chúng ta có thể là đây, cái phần này nè, hồi nãy mình làm 11 á các bạn, thì nó chặt lại như thế này luôn nè. Đó, còn nếu mà các bạn muốn gài cho nó dễ nữa thì các bạn sẽ làm 12. Đó các bạn, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái mẫu túi nữa nha. Còn dư thời gian nè các bạn, mình sẽ làm cái mẫu túi hoa ban mai nữa, cũng rất là dễ thương luôn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu nền của các bạn đi, nhưng mà mình sẽ thay đổi cái kim móc nha các bạn. Và cái mẫu túi tỏi thứ hai các bạn, mình sẽ làm màu xanh bơ và màu trắng như thế này. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 3.0mm nha các bạn. Cái phần màu trắng là mình sẽ làm thân túi nè. Các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc. Đầu tiên giống hệt như cái túi tỏi mà trước đó mà mình đã hướng dẫn cho các bạn nè. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn và móc vào cái vòng tròn này 12 mũi móc kép. Lên hàng thứ hai, mỗi chân móc các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân, là chúng ta sẽ có được 24 mũi móc kép như thế này. Kết thúc hàng thứ hai thì các bạn sẽ làm như mình đây. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 đâm kim vào chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ hai, 1 mũi móc kép. Chân móc thứ ba, 1 mũi móc kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt như thế, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép tới cái chân móc cuối cùng này. Rồi các bạn sẽ lên những cái hàng móc tiếp theo. Bây giờ các bạn sẽ móc tới cái chân móc cuối cùng đi, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nha. Bây giờ mình đã móc đến cuối hàng thứ ba nè các bạn. Chúng ta vẫn có là 24 chân móc. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc cái hàng thứ tư này. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ hai, 1 mũi móc kép. Và chân móc thứ ba các bạn cũng sẽ móc tương tự như thế. Và các bạn cũng sẽ làm cái hàng thứ tư này giống hệt như cái hàng thứ ba. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép cho tới cuối hàng. Xong các bạn sẽ kết hàng. Các bạn sẽ lên thêm cho mình khoảng 5 hàng móc nữa nha các bạn. Là tổng cộng từ cái hàng móc đầu tiên này lên tới cái hàng móc cuối cùng là 9 hàng móc. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nha. Mình tính móc là 9 hàng á các bạn, nhưng mà mình thấy 8 hàng nó đã đủ cái chiều cao rồi nè. 2, 4, 6, 8. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này luôn nha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len đi các bạn. Chúng ta sẽ thay cái len khác nha.
Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này nè. Chúng ta sẽ kéo cái len màu xanh này qua. Móc lên 1, 2, 3 mũi móc xích nha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè. À, 3 mũi móc xích này chúng ta sẽ tính là 1 mũi móc kép nè các bạn. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 5 mũi móc kép nữa. Là 2 rồi đó. Tổng cộng là mình sẽ móc 6 kép nha các bạn. 3 4 5 và 6. Khi các bạn móc được 6 mũi móc kép rồi á, các bạn lại đếm cho mình nè. 1 2 3 4. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 4 này, móc thêm một cụm tương tự như thế. 1 kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, 5 kép và 6 kép. Rồi, tiếp tục các bạn lại đếm 1 2 3 4. Đâm kim vào chân móc thứ 4 này, các bạn lại móc một cụm 6 mũi kép như thế. Và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng nha. Chúng ta sẽ có được 6 cái cụm như thế này. Khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Đây các bạn, 6 cụm của chúng ta nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái hàng viền tương tự như cái hàng viền ngoài cùng của cái túi tỏi này nha các bạn. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Các bạn móc một mũi trượt, lại lên 3 xích, một mũi trượt vào chân móc kế bên. Và các bạn sẽ làm tương tự cho hết cái cụm này. Rồi các bạn cứ móc xen kẽ như thế luôn nha các bạn. 1, 2, 3 xích nè, 1 trượt, 1, 2, 3. Rồi ở đây nè các bạn sẽ làm một trượt qua cái chân móc đầu tiên này, 3 lại 1 trượt. Và các bạn sẽ làm đều hết nha các bạn. Các bạn sẽ làm tới cuối hàng luôn. Khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái dây đầu tiên này. Các bạn sẽ móc lên một móc xích kéo và cắt len. Bây giờ cái phần dây các bạn có hai cách nè. Nếu mà các bạn thích cái mẫu mà túi tỏi, túi kẹo với các bạn, thì các bạn sẽ làm hai cái cọng dây rồi chúng ta xỏ qua xỏ lại rồi chúng ta sẽ thắt nó nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái kiểu khác. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len này nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần len màu xanh này luôn đi các bạn. Các bạn sẽ móc lên khoảng 120 mũi móc xích nha, 120 hoặc là 130 gì đó. Các bạn cũng chừa ra một cái đoạn len như thế này cho mình nè. Rồi các bạn tạo cho mình một cái nút thắt trước. Rồi chúng ta sẽ móc lên khoảng 120 mũi móc xích nha các bạn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi các bạn móc xong á, các bạn cũng sẽ kéo ra một cái đoạn len như thế này. Các bạn sẽ cắt cái phần len. Các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len nha các bạn. Và mình cũng sẽ để cái mẫu túi kẹo các bạn ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn nếu mà các bạn không có cái hạt này nè để mà chúng ta xỏ thì các bạn sẽ tạo cho mình cái phần dây thắt đó các bạn, nó cũng rất là thấy cưng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái mặt này nè, không phải là mặt kết hàng của mình sẽ để ra phía trước nha các bạn. Thì ở phía sau nè, đây cái mặt phía sau của mình là cái mặt kết hàng nè. Chúng ta sẽ chọn ở cái điểm ở chính giữa nè các bạn. Rồi các bạn sẽ lòn qua đây ha. Nè, lòn qua từng cái. Bây giờ chúng ta sẽ lòn hai cái một lượt đi các bạn. Nè, cái trong cái ngoài, cái trong cái ngoài. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này nè. Rồi làm một lượt hai cái như gì đi cho nó nhanh đó các bạn. Cái này nãy mình quên, tự nhiên mình kéo ra, kéo cái bên còn lại nó ngắn quá. Rồi nè các bạn,
Trời ơi, hồi nãy tự nhiên kéo bên đây cho nó ngắn quá. Bây giờ mình tạo cho nó đều đều như thế này nha các bạn. Đó, nó đều rồi đó. Rồi chúng ta gút ra gút vô là được nè các bạn. Nó rất là dễ cưng luôn nè các bạn. Một lát nữa các bạn nha, dán cái phần này nè ở phía chính giữa này. Đó là chúng ta có được một cái túi rất là thấy thương. Các bạn có thể là phối cái màu trắng cam cũng đẹp á các bạn. Rồi các bạn sẽ làm cái bông màu màu cam luôn á, nó thấy cưng lắm á nè. Đó, cái miệng túi của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái phần hai cái cọng dây này nè qua cái hạt gỗ nha các bạn. Nếu mà các bạn có thì các bạn sẽ làm theo cách này. Rồi chúng ta sẽ để cái hạt gỗ này rồi tiếp tục lấy cái cọng còn lại nè các bạn. Các bạn cũng xỏ qua cái hạt gỗ luôn nha. Đó, vậy thì chúng ta đã có được hai phần này cùng chung cái hạt gỗ nè các bạn. Rồi cái hạt gỗ này thì nó có giúp mình thâu ra thâu vô cái miệng túi á các bạn. Các bạn sẽ cột cái phần này lại nha. Rồi các bạn một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len này nè vô trong cái mũi móc này. Rồi xong rồi các bạn sẽ cắt nó đi các bạn. Mình cột như vậy là nó đã chắc lắm rồi đó. Rồi các bạn sẽ giấu cho mình cái phần len này luôn nha. Và các bạn sẽ bắn keo hay là các bạn kết gì vào, các bạn sẽ kết ở giữa nè. Từ hàng thứ 3 nè các bạn, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đặt hàng thứ 3, 3, 4, 5, 6 ở trong cái khoảng giữa này nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta có được cái thành phẩm nha các bạn. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh ở cái điểm giữa này nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ kết vào nè. Xong rồi đó các bạn. Đó, canh chỉnh cái điểm giữa ở chỗ cái cọng này nè. Rồi chúng ta sẽ dán cái này vào. Rất là dễ thương, cute. Rồi. Và nhìn thì nó giống như là một cái củ cải trắng đúng không các bạn? Rất là dễ thương. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công hai cái mẫu túi tỏi dễ cưng như thế này. Nếu mà các bạn yêu thích hai cái mẫu túi tỏi này á, các bạn nhớ nhấn like giúp mình nha và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công, hoặc là các bạn có thể tặng giúp mình một cái bình luận để mà video mình có cái lượt tương tác cao nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn á, và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi tỏi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.